Thân chào quý vị đến với chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh được phát sóng trên làn sóng của Netflix Television mỗi thứ tư vào 7:45 và chủ nhật vào 6:30. Dạ vâng, chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh mong rằng sẽ đem lại đến quý vị những thông tin bổ ích hàng tuần để giúp cho quý vị có thể quyết định những điều quan trọng trên lĩnh vực tiền bạc và tài chính trong đời sống của quý vị. Quý vị có thể trực tiếp gọi hỏi và đặt những câu hỏi đến với Ngọc Thảo và Kiều Hạnh qua số điện thoại rất là quen thuộc của công ty Golden Trust, đó là 408-401-1513, 408-401-1513. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email cho đến của văn phòng Golden Trust, đó là info@goldentrust401k.com. Info spell là INFO thưa quý vị. Dạ vâng, và bây giờ Ngọc Thảo cùng Kiều Hạnh xin mời quý vị theo dõi chương trình để lấy được tất cả những thông tin quan trọng trong tài chính và đời sống của mình. Quý vị theo dõi chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh. Vâng, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh xin thân chào quý vị quay trở lại với chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh được tài trợ bởi công ty Golden Trust. Công ty Golden Trust trên 12 năm qua chuyên giúp quý vị về những vấn đề như là 401k rollover, IRA, life insurance, health insurance, thuế và Medicare. Dạ vâng, và quý vị có thể gọi trực tiếp đến với công ty Golden Trust để đặt câu hỏi cùng với Ngọc Thảo và Kiều Hạnh nếu quý vị có những thắc mắc gì trên lĩnh vực tài chính trong đời sống của mình. Số điện thoại rất là quen thuộc đó là 408-401-1513, 408-401-1513. Và đề tài của ngày hôm nay, Ngọc Thảo xin gửi đến quý vị, đó là một trong những câu hỏi mà Ngọc Thảo cũng thấy rất nhiều thân chủ của mình đang có cái thắc mắc này, đó là bước vào những ngày cuối năm chúng ta phải cần chuẩn bị gì trên lĩnh vực tài chính trong đời sống của mình. Thì bây giờ Ngọc Thảo sẽ mời Kiều Hạnh bắt đầu chi tiết về cái câu hỏi này và chúng ta sẽ bước vào câu trả lời nhé. Vâng, thưa quý vị, dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của Kiều Hạnh cũng như qua bao nhiêu năm qua phục vụ cho tất cả quý vị với Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, thì cái đúng nhất và cái hay nhất quý vị nên làm cuối năm trên vấn đề tài chính là nên ôn lại. Nên ôn lại cái portfolio của mình, có nghĩa là tất cả những gì có liên quan đến tài chính, như là cái 401k hiện đang làm của quý vị ở hãng đang làm nó như thế nào rồi, hoặc là 401k hãng cũ của quý vị đã chuyển đổi ra một chương trình nào hay chưa để có lời nhất và để bảo đảm được cái số tiền 401k mà quý vị đã dành dụm bao nhiêu năm qua. Và cái quan trọng hơn nữa là, thưa quý vị, mùa thuế sắp đến rồi thì chúng ta nên coi lại cái mức thuế của mình đang đóng, tức là mình phải ôn lại cái income của mình để coi năm nay mình có phải nên bỏ IRA hay không. Đúng rồi. Quý vị biết đó, bước vào những ngày tháng cuối năm thì thời gian cứ như tất bật, mọi việc nó đi quá lẹ làng. Nhưng mà dù rằng có lẹ làng, dù rằng chúng ta sắp sửa gọi là bận rộn vô những ngày nghỉ, phải lo coi gia đình mình đi đâu, sắp xếp như thế nào, thăm viếng ai trong những dịp cuối năm, làm gì làm, đừng quên cái tài chính của mình trong đời sống. Đó là một trong những cái điều khá quan trọng cho gia đình và cho tương lai của mình nữa. Cho nên để chúng ta có thể được một năm mới tốt hơn và được lợi nhuận nhiều hơn trên tài chính, thì ở cuối năm chúng ta phải bỏ những thời gian ra để coi lại những điều mà chúng ta cần chú ý. Kiều Hạnh vừa mới nêu lên là coi cuối năm chúng ta có bỏ đủ 401k trong hãng chưa. Và rồi thì thưa quý vị, cái bỏ 401k đó là tới ngày 31 tháng 12 nó gọi là bị cut off. Nghĩa là số tiền quý vị có bỏ sau ngày 31 tháng 12 rồi nó sẽ coi là của năm tới chứ không phải của năm nay. Cho nên nếu mà năm nay, nhất là quý vị nào mà có con đi học và muốn giữ cái tiền mình thấp để cho con mình được nhiều quyền lợi hơn của trường, thì hãy nhớ maximize cái 401k trong hãng của mình. Và đây là thời hạn cuối để quý vị có thể nói chuyện với HR và làm thay đổi những cái contribution trong hãng của mình. Cho quý vị nào mà là chủ nhân doanh nghiệp thì đây là thời hạn để chúng ta có thể đóng cái tiền estimated cho cái thuế của mình trong cái ngày cuối năm. Thời hạn deadline của cái estimate tax là vào 15 tháng 1, nhưng phải chuẩn bị bây giờ thì tới đó mình mới có tiền để đóng, đúng không quý vị? Cho nên đây là thời gian mà cho tất cả quý vị nào self-employed nè, làm việc cho cá nhân, làm contractor cho công ty chứ không phải là full-time employee và là chủ nhân doanh nghiệp, hãy coi lại cái thuế của mình, tính tổng cái doanh thu và hãy chi ra cái con số để chúng ta không bị phạt khi mùa thuế sắp sửa đến đây.
Và quan trọng nhất là cho quý vị nào đang có chương trình Manicare. Manicare chúng ta vẫn tiếp tục được thay đổi cho đến ngày 31 tháng 3 của năm 2019. Cho nên nếu quý vị trong thời gian qua, trong thời gian enrollment chưa có kịp để mà thay đổi hay chỉnh đổi, và quý vị vẫn muốn tìm hiểu, hay kể cả quý vị chưa bao giờ suy nghĩ tới là có nên tìm hiểu cái chương trình khác hay không, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh đây, qua chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh này, khuyên quý vị rằng nên tìm cho mình được những nơi mà giống như công ty Golden Trust đây, giúp cho quý vị tham khảo, thứ nhất miễn phí nè, cho quý vị rất nhiều sự lựa chọn trên lĩnh vực về Manicare, và cũng như giới thiệu cho quý vị 4-5 chương trình khác có thể sẽ giúp cho quý vị thấy được cái quyền lợi của mình là được lợi hơn ở điểm nào, chi phí cần phải trả hay không, thuốc men có được cover nhiều hơn hay không, quyền lợi về mắt, răng, cũng như quyền lợi về đưa rước, y tế, vân vân. Tất cả những quyền lợi này năm nay có rất nhiều sự thay đổi và quý vị cần phải biết. Cho nên quý vị ơi, những giây phút ở cuối năm rồi, hãy dùng thời gian đó trước khi đi chơi, dùng thời gian đó lo lĩnh vực tài chính trong đời sống của mình để bảo vệ tài chính của gia đình mình. Vâng, và đặc biệt trong thời gian này thưa quý vị, rất là quan trọng cho relating trên vấn đề financial, vì nó cũng là quarter end. Fourth quarter, thì khi mà fourth quarter thì tất cả những company họ update những cái performance của họ vào cuối năm, có nghĩa là market nó cũng có thể fluctuate. Đúng đó rồi. Là thời gian mà quý vị nên ôn lại, đặc biệt những quý vị nào đã có 401k ở hãng cũ và quý vị đã hoặc chưa chuyển đổi sang IRA, thì đây là thời gian rất là quan trọng để quý vị coi lại coi là cái portfolio của mình, số tiền đó nó có làm lời được lời nhất cho quý vị hay không. Đúng rồi đó Kiều Hạnh, tại vì quý vị biết đó là ở giai đoạn cuối năm thì có nhiều sự thay đổi và dao động ở thị trường, thành ra market có nhiều ngày đã từng có nhiều ngày bị đỏ, và khi mà thị trường bị đỏ thì chúng ta không ai vui cả, vì thị trường cứ mất dần thì đồng tiền của ta tiếp tục bị xuống dốc. Cho nên nếu quý vị có những 401k hãng cũ mà quý vị nghĩ rằng thời gian qua chúng ta muốn liều với thị trường vì thị trường tiếp tục gia tăng, thì ngày nay cái thời thế đó nó đã thay đổi. Cho nên quý vị hãy nên thận trọng lại cái portfolio của mình. Nếu ngày nay quý vị vẫn còn chơi mạo hiểm, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh mong rằng quý vị hãy coi lại và thận trọng lại sự mạo hiểm đó. Có đôi lúc chúng ta cần biết mạo hiểm, và đôi lúc chúng ta cần biết có sự an toàn và gìn giữ lại số tiền của mình đã gây dựng được, thì đừng để cho mất. Đó mới là một phương cách đầu tư hữu hiệu. Còn việc mà chúng ta cứ để cho trồi sụt theo thị trường, có nghĩa là thị trường lên mình cứ lời lên, thị trường xuống thôi kệ, mốt nó lên lại, cái chữ thôi kệ đó sẽ mất chúng ta 5 năm để có thể bù đắp lại những gì mình đã mất, thì nó quả thiệt không đáng. Trong khi 5 năm thời gian đó chúng ta có thể dùng cái nguồn tiền đó làm lợi cho mình 30, 40, 50, 70% trên cái số tiền của mình đó, thì có thiệt đó mới là phương cách để mà mình gầy dựng một khối tài sản để cho mình về hưu hữu hiệu nhất. Và Ngọc Thảo và Kiều Hạnh đây tại văn phòng Golden Trust sẽ hướng dẫn và giúp cho quý vị làm được những chuyện đó. Vâng, Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cuối năm khuyến khích quý vị hãy gọi cho Ngọc Thảo và Kiều Hạnh một tiếng, nó chỉ dành ra cho khoảng 15-20 phút, đúng rồi, thời gian của quý vị thôi, nhưng tham khảo miễn phí, đúng rồi, hữu ích cho quý vị nguyên một năm và những năm sau đó nữa. Và khi quý vị có được cái second opinion của Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, thì cái cuối cùng thì cái decision, có nghĩa là cái sự quyết định vẫn nằm ở trong tay của quý vị. Và hơn thế nữa, với văn phòng Golden Trust Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, khi chúng tôi giúp cho quý vị thì đại diện cho quý vị chứ không đại diện cho một công ty nào hết cả. Đúng cho vậy. Nên quý vị cứ an tâm là khi đến với Ngọc Thảo và Kiều Hạnh cho những câu giải đáp về tài chính của quý vị, thì quý vị sẽ được những cái câu trả lời thích đáng nhất và thành thật nhất. Đúng vậy. Công ty Golden Trust với số điện thoại rất là quen thuộc, quý vị hãy lưu lại. Quý vị nào mà lần đầu tiên theo dõi chương trình và mới gặp đến Ngọc Thảo và Kiều Hạnh, thì quý vị hãy lưu lại số điện thoại, đó là 408-401-1513, 408-401-1513. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng Golden Trust để tìm hiểu về tất cả những chương trình 401k rollover. Quý vị có thể chọn lựa cho mình những chương trình được cho mình từ 10% tiền thưởng cho tới 22% tiền thưởng. Điều quan trọng nhất là tiền quý vị được bảo vệ không bao giờ mất. Mỗi năm sẽ có được tiền lời ăn chia cùng với thị trường. Nếu thị trường lên, mình được lợi theo. Và khi thị trường rớt, thì chúng ta không bị mất một xu. Và điều này Ngọc Thảo vẫn tiếp tục rất là tự hào, vì Ngọc Thảo trên 12 năm qua lúc nào cũng làm lời cho thân chủ của mình và chưa mất ai một đồng nào cả. Cho nên quý vị hãy lưu lại số điện thoại đó. Ngoài lĩnh vực IRA và 401k thì tại văn phòng Golden Trust vẫn
có tất cả những service là? Vâng, thưa quý vị, ngoài ra các cô chú trên 65 tuổi hoặc là quý vị có ba mẹ trên 65 tuổi, quý vị hãy giúp review lại cái Medicare. Và dịch vụ của văn phòng Golden Trust xin đến với quý vị là 401k, IRA, Insurance, Life Insurance và Medicare thuế khóa. Xin quý vị hãy lưu lại 408-401-1513, 408-401-1513. Dạ vâng, và ở giây phút cuối năm chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có được lợi trên tài chính? Hãy gọi đến công ty Golden Trust để tham khảo miễn phí, tìm hiểu cho mình một kế hoạch về tương lai cho năm tới để tài chính trong đời sống của mình càng ngày càng say sôi và càng được lợi hơn nữa. Ngọc Thảo và Kiều Hạnh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh. Quý vị gọi trực tiếp với công ty Golden Trust đó là 408-401-1513. 408-401-1513. Golden Trust, nơi gửi thác niềm tin vàng.